tịch nó sẽ có cái động thái là đi cướp bùa rất là nhiều. Cho nên cái vai trò của SP đầu game rất là quan trọng luôn, phải hỗ trợ cho thằng rừng farm đi ra mid farm chung với mid, sau đó đi vô nhìn con bùa, hoặc là hỗ trợ thằng rừng, chứ đừng có đi về ở AD liền. Ở AD liền không có tác dụng gì hết, AD đầu game cũng phải tự lo, tự farm. Đây, bây giờ tôi lại tiếp tục, tôi qua tôi ăn con bùa đỏ tiếp của thằng Kira, là Kira nãy giờ nó mất 3 con bùa rồi nha anh em. Một thằng rừng mà mất 3 con bùa thì nó còn đánh được gì nữa, chắc chắn nó phế hoàn toàn. SP chỉ nên trở về với AD khi mà sau 1 phút 30 giây khi mà con rồng nó ra thì hãy trở về ôm AD, thì lúc đó vẫn chưa muộn. Bởi vì trong thời điểm đó thì bên team địch nó cũng chưa có lên level 4, nó cũng không thể nào mà ép vô AD được. Thì khoảng thời gian 1 phút 30 giây đầu game thì AD vẫn có thể tự ôm tự lo. Cho nên SP nào á mà đi á thì nên hỗ trợ rừng đầu game có thể ok hơn. Bởi vì rừng mà xanh thì cả team cũng xanh theo, vì rừng có thể ăn được mục tiêu lớn, có thể găng mạng. Đây nè, mình bắt vô Liên Đít trước nha. Rồi Liên Đít nó lướt được rồi, lượm được mẹ Liên Đít chạy ra. Rồi cái thằng Lavi này nó cứ bắn cho con Mina nó tích nội tại luôn á. Anh em nào mà gặp Mina mà chơi Lavi hay Caffini á, thấy nhưng mà có đồng đội mình ở gần đó thì làm ơn ngưng cái tay lại, đừng có bắn gì một cái, cứ bắn liên tục cho nó tích nội tại, nó quẹt, nó hồi máu, rất là khó chịu luôn. Trở về với anh bạn Kira thì nãy giờ là anh bạn Kira của chúng ta đã mất 3 con bùa rồi, là 2 con bùa đỏ, 1 con bùa xanh. Thì nãy giờ là chắc là Kira đã đây, Kira cũng vẫn đang ăn bùa xanh nhưng mà bị mid bên mình vô phá kìa. Đấy, SP vẫn không xuất hiện, SP với lại AD nó bây giờ mới chịu vô. Thì bây giờ mình lại qua đây mình làm con bùa đỏ tiếp, là coi như thằng rừng mình nó mất 3 con bùa đỏ rồi nha anh em. Đánh vậy sao đánh nữa. Nói thiệt tôi mà chơi SP là tôi ít khi nào tôi ôm AD lắm. Tôi sẽ đi theo tôi ôm rừng. Ôm thằng rừng không phải là ôm sát. Khi nào cần về với AD thì vẫn phải về. Nhưng mà đầu game thì tôi chắc chắn tôi sẽ thả cho AD tự farm. Tôi sẽ đi theo hỗ trợ rừng cho nó xanh nhất có thể. Sau đó khi mà mục tiêu lớn rồng người nọ ra đó thì tôi sẽ xuống tôi ôm AD để cho tránh bị team nó găng. Đó là cách hiệu quả nhất với một người SP. Chứ mà SP mà ôm đầu game ôm AD suốt thì mấy cái lane kia nó sẽ bị ép, bị thọt. Giống như cái việc mà anh em thử suy nghĩ là một con Aya mà nó ôm theo thằng rừng liên tục coi thì AD chắc chắn sẽ bị ép. Thì nếu như mà SP mà ôm AD hoài thì mấy lane khác cũng sẽ bị ép thôi. Cho nên SP là mình phải linh động lên, di chuyển toàn bản đồ, chủ yếu là nhìn bản đồ, nhìn map, nhìn vị trí team địch, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều cái việc mà ôm AD nha anh em. Đây đây đây, thấy Kira đây nè. Kira bây giờ là quá thọt rồi, đâu có đủ sát thương nữa, mất quả cầu luôn. Lụm màn Mina rồi, Kira chạy thoát rồi nha. Đường trên thiền gia nó đang đẩy rồi, không sao, có top mình ra. Gián này là chắc chắn là team bạn là thua rồi, thằng rừng nó thọt như thế mà. Rừng thọt thì đâu còn đủ sát thương để mà bắt chủ lực, đâu thế nào mà đánh được nữa. Cho nên đây là team 5v5, mọi vị trí trong team đều là phải là xanh đều nhau, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Đây là mình tiếp tục, mình vô mình cướp con bùa đỏ tiếp, con bùa lần thứ N của con Kira rồi. Gia định ra tranh chấp nè, chơi bạn luôn nè bạn. Đấy, chạy liền, chạy liền. Đấy, thấy chưa, thọt quá rồi. Bây giờ mình ăn bùa đỏ của Kira hơi bị nhiều. Đây, rồi ăn con tà thần này luôn. Rồi team bạn đầu hàng, thấy không? Team bạn không thể nào đánh được ván này, bắt buộc phải đầu hàng thôi. Và video đây là hết rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Hẹn em clip ngày mai.